người dân không cần đến trạm y tế để khai báo là F0 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết về việc giảm thủ tục hành chính trong việc cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly đối với F0, đơn vị sẽ triển khai thêm tính năng cấp giấy hoàn thành cách ly trên hệ thống quản lý bệnh nhân COVID-19. Theo đó, người dân không cần phải đến trạm y tế địa phương xin giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc có thể chủ động khai báo thông tin tại đường link dưới đây. Nếu có kết quả test nhanh mắc COVID-19, sau đó trạm y tế sẽ đánh giá tình trạng F0 bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa và tiếp nhận F0 trên nền tảng quản lý COVID-19. Trong thời gian cách ly điều trị tại nhà, trạm y tế quản lý và chăm sóc theo dõi F0 trên hệ thống theo quy định. Khi đã hoàn thành cách ly tại nhà nơi lưu trú, trạm y tế sẽ cấp giấy xác nhận bản giấy hoặc bản gửi điện tử qua email mà người dân đã khai báo. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý hơn 93.000 F0, trong đó có gần 87.000 người điều trị tại nhà, chiếm hơn 90%, 750 người ở khu cách ly, hơn 4.800 ca ở bệnh viện tầng 2 và 552 trường hợp ở bệnh viện tầng 3. Những ngày qua, tại các trạm y tế phường xã trên địa bàn thành phố, nhiều người dân là F0 phải chen chúc và xếp hàng dài để chờ xét nghiệm, lấy chứng nhận khỏi bệnh, hoàn thành cách ly. Điều này không những gây rắc rối, phiền hà mà còn tăng thêm nguy cơ lây nhiễm. Trước đó, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi Kinh tế thành phố với các quận huyện, thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng lưu ý các sở ban ngành cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dịch bệnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch. Những thủ tục hành chính nếu đặt ra thì cần hết sức cân nhắc, tránh gây phiền hà cho người dân. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.